nhằm giảm tải sức ép cho những bệnh viện tuyến cuối đồng thời nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên ngành tim mạch cho các bệnh viện tuyến cơ sở trong thời gian tới công tác chuyển giao nâng cao kỹ thuật chẩn đoán và chữa trị bệnh lý về tim mạch sẽ tiếp tục được thực hiện với mục đích nâng cao chất lượng chuyên môn, các bệnh viện tuyến cuối về tim mạch sẽ tiến hành chuyển giao kỹ thuật siêu âm tim cơ bản, cấp cứu tim mạch và tập huấn cho các bác sĩ tuyến cơ sở về nội dung điều trị tăng huyết áp, xử trí cấp cứu rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim, chỉ định đặt máy tạo nhịp tạm thời. Nằm trong chương trình nâng cao năng lực khám chữa bệnh tim mạch cho tuyến cơ sở, bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện hạt nhân tham gia chỉ đạo chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho mạng lưới bệnh viện vệ tinh tuyến tỉnh đã hỗ trợ bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng một bộ máy siêu âm tim trị giá 550 triệu đồng. Cùng với đó tham gia đánh giá kết quả thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.